Rồi em Vũ chào anh chị em mình. Hôm nay mình giới thiệu một số cây linh sam siêu bông phôi. Tuổi cây của nó từ 2 năm đến 7 năm. Và một số lưu ý khi nhận hàng. Nói lại cho anh chị mình phân hay là một số cần lưu ý cho bà con mình. Thì bữa nay là ngày 23 tháng 11 năm 2022. Năm 2024 anh chị em mình ha. Quay lại số cây linh sam siêu bông, mọi hôm mình quay mình cũng chưa có tư vấn số anh chị mình điện hỏi á. Thì khi mà anh chị mình nhận hàng, mình xin khoảng 5 phút đầu tiên ha. Khi mà anh chị nhận hàng thì bà con mình đem ra nắng, mình tưới nước, tại những cái cây này là cây thuần chậu ép chậu bà con mình. Đem ra nắng mình tưới nước bình thường như những cây khác. Còn phân á, thì đối với cây nằm chậu thì hạn chế xài phân bò ha. Số anh chị em mình tung Bắc á, thì thường xuyên xài phân bò. Thì ở đối với vườn em thì phân gia súc gia cầm á, thì chủ yếu là xài ở dưới đất bờ quai mục, tức là xài những cái cây tầm đất, còn cây tầm chậu thì ít xài phân hữu cơ ha. Gia súc gia cầm mình chỉ nên xài phân mà người ta chế biến sẵn, người ta nén bằng viên á, dạng nước hay là dạng dạng viên, còn hóa học thì mình pha loãng mình tưới ha, anh chị em mình. Nói chung là cây linh sam này rất là dễ sống đó. Anh chị em mình lưu ý vấn đề đó, và đặc biệt cây linh sam siêu bông và cái tàn nó cao nha, nó cao khoảng 1,2 m đến 1,5 m, nhưng mà do ship xa thì em cắt lại. Đối với cây đầu tiên thì nó cao tầm mét, có cái thước đây ha. Đây ngay cái mức này là mét nè. Thì cây đầu tiên là cây 165, cây này là 500.000 ha. Chưa được 5 phút nữa mình vô vấn đề luôn. 165 này nó rất là già, cái lô này là 7 năm tuổi, cái chai nước nè anh chị em mình nó to lắm ha. Cái hoành nó khoảng 40 á, hoành củ đế này nè, nói chung là rất là to, giá trị nó hơn 500 á, nhưng mà do nhà vườn mình có số nhiều quá. Anh chị em mình khi nhận hàng á, rồi mình do diện tích đất ít á, thì em để là chặt như vậy nè, cái tạng lên, khi mà anh chị mình để ngoài nắng mà tầm thưa ra thì cái tàn nó sẽ to ra ha. Và mình để bông, lấy bông đồ là rất là dễ. Đây em kéo cái cây này ra anh chị em mình thấy 1 m cao đó bà con mình, và được ép vô chậu nè. Khi mà anh chị mình mua cái cây ngoài thiên nhiên á, mà được ép vô cái chậu như vậy á, thì một cái công rất là cực, bứng rồi ép như vậy cái công nó hơn 100.000 anh chị em mình ha. Nè cây hoàn toàn khỏe mạnh. Nếu mà anh chị mình kiếm cái cây mà cái size to á, cái thân này nó bự hơn 20, nó 25 mà còn cũ mà. Size to là mình chọn cái cây 165 ha, vừa to vừa già mà ép chậu nữa, bà con mình có thể vô cái chậu lớn ha, là như thế nào nó cũng rất là khỏe mạnh. Và miền Tây thì ship 3 ngày, miền Trung miền Bắc thì từ 5 đến 7 ngày, ship qua đường bưu điện. Gia đình mình nhận hàng trả tiền. Trường hợp mà anh chị mình không vừa ý thì có thể mình từ chối nhận hàng, điện cho em biết nguyên nhân từ chối, rồi mình thu lại. Tại lý do là khi mà anh chị mình không nhận hàng, hồi về thì mình chỉ tốn một cái cước là đầu đi thôi, đầu về thì có thể bưu điện châm chế người ta không thu. Chỉ tốn, còn anh chị mình nhận hàng rồi anh chị mình khui ra, anh chị mình điện cho em rồi bắt đầu mình thu lại gửi lại nữa thì nó sẽ tốn phí. Thí dụ cây này có 100.000 à, anh chị mình đóng hàng gửi thì tới em cũng tốn hết 100.000 đó anh chị em mình. Tại do bên em là đi số nhiều, như cái cây này em bán 100.000 bao ship ha, cây 166 nè anh chị em mình lưu ý ha. Nó rất là khi mà anh chị mình không nhận hàng thì cái cây này em tốn khoảng 50, cây linh sam siêu bông 166 100.000 ha. Cái cây này thì nó gần 20 nè, hoành đó nè. Mình mua mình trải nghiệm, một số bà con mình ở những cái vùng mà mình chưa tiếp cận được cây linh sam này, có thể mua cây này để mình trải nghiệm 100.000 ăn
ăn 4 ổ bánh mì ha, 4-5 ổ bánh mì gì đó. Cũng có một cái cây này để mình mua mình trải nghiệm xem coi nó như thế nào. Bông nó thì những video kia thì em đã có quay nhiều lắm rồi, và đặc biệt cái cây già thì nó ra bông ha, và bông nhiều đợt nha. Anh chị em mình có người hỏi là ra bông chưa, thì cây linh sam nó mười mấy 20 ngày đầu là nó ra bông rồi, cái cây giống á, còn những cái cây này nó tuổi rất là lâu cho nên là nó ra nhiều. Anh em mình lưu ý phần đó, đa số anh em mình mới chơi mới hỏi vấn đề đó. Tiếp theo là cây 168 166 và tới 168 nha. 167 thì có người dừa điện mua rồi ha, hình như Quảng Bình á. 168 này 250, hai thân ha. Đây đó, nếu mà anh chị mình thích cái cây ba thân như vậy, có người gọi là tam tài, nhưng mà đối với em thì đây là thuộc dạng cây lá bông thôi, cây để tàn thiên nhiên làm cảnh trồng lấy hoa chơi, nó sức sống nó rất là lâu ha, và con mình nuôi dễ sống lắm. Số anh em mình mà đặt trước nhận hàng, hôm nay em bán trên 100 cây anh chị mình, trên 100 cây ha, tại mã số nó tới 169 rồi. 169 450, cái cây này tuổi cây nó 7 năm. Cái chậu này to lắm, là cái tiền phí cái này nó tầm tầm khoảng 100 ngàn anh chị em mình. Nó nặng lắm, nó trên 5 kg, hôm nay khoảng 10 kg luôn. Hôm qua em đóng cây 10 kg á. Cái chậu này to ha. Hồi nãy có anh bạn ảnh mua ông chú gì đó, ông điện ông xin thêm cái chậu nữa, ảnh tòng vô. Đi sợ ra ngoài để lâu thì bà con mình lưu ý là đối với dòng linh sam này nó rất là dễ sống, và em bán những cái cây này em để nguyên chậu cho bà con mình đi 5-10 ngày, thậm chí mà không nhận hàng hồi về là đi về hết 15-20 ngàn nó cũng vẫn không chết ha. Đó bà con, và lưu ý khi mua những cái cây này nó rất là khỏe mạnh. Số anh em mình mới chơi thì mình nên chọn những cái cây giá 100-200 mình mua mình trải nghiệm. Nó những cây cây nó già lắm, còn 400 mấy thì cái cây này mình trồng để cái tán cao ha. Cái cây này như 169 nha anh chị em mình, cái mã số ha. Gia đình mình có vấn đề về thắc mắc gì cứ khi mà mình mua hàng mình gọi mình tư vấn luôn. Cái cây 170 này 300.000. Còn mình tất cả những cái giá em báo là bao ship ha. Cây này to nha, to hai mấy hoành, ép vô cái chậu C9 C8 gì đó. Và tiếp theo là 171 400.000. Đây cây này, cây này cũng là thuộc dạng lô là khoảng 7 năm mà bà con mình đời đầu ha. 171. Đây cái mã số nè. 400.000 bao ship nha. Những cái lô mà cái cây dòng bự như thế này đây thì bên em còn khoảng 300 ha. Trong khi đó cái cây bứng rồi sẵn ép chậu thì hoàn toàn nó xứng đáng với cái giá mà bên em đưa ra. Về khi mà con mình mua cái cây mà ở dưới đất á, anh chị em mình bứng lên thì đương nhiên nó bị hao, chắc chắn là bị hao. Siêu bông thì nó dễ, nhưng mà nó cũng hao anh chị em mình, nó dễ ăn linh sam hồng nhiều, và anh chị em mình phải mất thời gian. Ví dụ như anh chị em mình thấy là cái cốt mà khi mà em cắt rồi em nuôi lên như vậy nè, thì nó là cái cây này vô chậu cũng cả năm rồi ha. 172 giá 250, cái cây ba thân nha. Nó cho nên là gia đình mình lưu ý rất là xứng đáng. Cây 173 280.000, cái cây này to hơn nhiều ha. Và lý do thì em bán 288 thì phía sau đây nó có một nhánh chết cái mạch này, nhưng mà cái cây không sao ha anh chị em mình. Mình lấy bông thì mình có thể chơi cái cây này đó. 280.000
Nó tiền phí đâu đó khoảng 80.000 mà con mình. Thì anh chị em mình nghĩ khi mà mình mua cái cây này tải dừa thì cũng có 200 mà. Bứng rất là cực nha. À, cái lô này là em bứng là nó khoảng 30 triệu tiền phí á. Nhà vườn em bứng đợt đợt vậy đó ha. Cái tiền phí không anh chị em mình. Phí xe, phí công rồi. À, chưa nói về ép chậu ha. Tiếp theo là 274. Cái cây 274 này 400 ngàn ha. To lắm nha cái cây này. À, đây. Mà để được như cây này thì rất là dễ nha. Rất dễ là cái tàn anh chị em mình. À, những cái cây này hoàn toàn là đều lên được như cây làng này. Nó cho nên là anh chị em mình thấy nhiều khi cắt như vậy thì nó ổn nhưng mà họ ra không ổn ha. À, dễ vận chuyển rồi khi mình trồng mình nó sẽ có nắng nó ra nó đều ha. Anh chị em mình mới chơi thì lưu ý phần đó. À, cây này đây 274 nè. Mà nó càng già lá nhỏ ha nè, mà con mình thấy đủ nắng cây linh sam mà lá nó mới lớn gì siêu bông nha. Còn nguyên những cái cây này là linh sam siêu bông anh chị em mình, em bảo đảm ha. Nếu mà không phải là một em đền 10 nha, một em đền 10, ví dụ bây giờ mình mua cái cây này 4 triệu mà không phải giống siêu bông em đền 4 triệu ha, cái cây này 400 ngàn hả, nguyên cái lô này nó con giống anh chị em mình bán nhiều năm, rất là nhiều năm. À, 175 450 cái cây giáng công này nè, cây cứu cục. Thì thường á thì nhà vườn cũng như em là ít khi nào em nói bảo đảm đúng giống này kia lắm so với những nhà vườn khác. Tại vì nó là giống siêu bông mà con mình. Nhiều khi mình nói bảo đảm là đối với những anh chị mình mới chơi hoặc là chưa biết nhà vườn. Đấy, còn những biết lâu rồi thì không có cần phải người ta dựa vào cái uy tín, dựa vào những cái kinh nghiệm bán hàng, những cái mà nhiều cái video trước người ta khẳng định rồi. Rất là nhiều khi, nhưng mà đối với số bạn mà mới biết nhà vườn, mới xem video thì cần có cái sự bảo đảm là như vậy. Cho nên là chưa ai mà nó là cây siêu bông mà còn gì nữa đâu mà bảo đảm. Đặc điểm lá nó là lá hình, nó cái đuôi lá nó hình trái tim, nó màu lá nó khác. Đó. Còn song hình là lá nó tròn ha và màu lá xanh đậm hơn. Đó, gia đình mình lưu ý ha. Và giống hiện nay thì con giống linh sam siêu bông là có một giống thôi, còn những cái dòng khác tên khác là nó khác. Cái cây này 450 nha. Đây, đây một mặt nữa nè. Cái mặt này nó có thể gọi là mặt tiền ha. Về mình trồng thưa mình để gọi là nắng. Thì gia đình mình mua thì để ý cái mã số. Cái mã số giúp em và những cái mà em tư vấn. Còn sau khi những cái lô này thì nó còn những cái lô tiếp thì em vừa đem về, tức là chở về rồi bắt đầu mới lên mã số mới chào hàng. Tại khi nhà vườn em có hàng ngàn cây. Nhưng mà mình lựa những cái tán cây mà shipper đường bưu điện được ha. Còn những cái cây mà nó tán nó bự quá khó đóng hàng thì em hạn chế em bán qua đường bưu điện. Tại vì nó giá trị nó thấp, ví dụ như cây này. Bà con mình thấy cây này là cân hơn 10 kg nè. Cây linh sam hồng tàn. Nó cho nên là gia đình mình cái hình thức đóng hàng là như gì. Còn anh chị mình mà tìm hiểu về linh sam siêu bông á, lên Google ha, gõ linh sam siêu bông. Số điện thoại 0987 557 550. Bấm nút tìm kiếm là ra nhiều cái video về linh sam siêu bông. À, lưu ý những cái từ khóa mà tìm bên em là số điện thoại rồi bấm nút tìm kiếm. Số điện thoại rồi để cái tiêu đề, ví dụ dao quay chậu. À, dao chậu mai vàng, số điện thoại linh sam 86, linh sam song hinh bonsai đó, cộng số điện thoại bấm nút tìm kiếm hay là kỹ thuật. Gia đình mình lưu ý những cái phần đó. Hả? Thấy không? Con mình thấy cả vườn mà nó không có bông nè. Nguyên cái lô mini đó là linh sam siêu bông. Nhiều khi nó vừa ra lá nó có từng đợt vào con mình. Số anh em mình là coi nhiều khi nghe người ta nói là linh sam siêu bông ra bông hoài. Tức là có nghĩa là ví dụ không cây này cây kia, ví dụ có cây này cũng ra bông, nó vừa bông nó vừa tàn nè. Thì nó cũng phải có thời gian nghỉ ha. Rồi
Mình sẽ đọc số điện thoại của mình để bà con mình gọi chốt nha. Một cái số Zalo nữa là 0833 557 550. Đó, anh chị em mình có thể nhắn tin qua Zalo mình hỏi. Số Zalo này có thể kết bạn luôn được. Mình hỏi cái cây ví dụ 169 còn không? Đó, bắt đầu mình trả lời ha. Còn nếu có thời gian thì có thể mình bình luận tên tên kênh là cây nào bán rồi luôn. Ví dụ như cây 167 là bán rồi. Còn những cây này là còn nè. Rồi, cảm ơn bà con mình.